Quý vị và các bạn thân mến, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 11 tháng 5 năm 2021, giá vàng SJC bất ngờ đảo chiều giảm sau khi liên tục tăng nhiều phiên trước đó. Trong khi tại thị trường vàng thế giới biến động khá mạnh, giá vàng vẫn duy trì đà tăng trong phiên chiều ngày 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, đến đêm ngày 11 tháng 5, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc mạnh xuống dưới ngưỡng 1.820 USD trên một ounce. Tuy nhiên, tới thời điểm rạng sáng ngày hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2021 theo giờ Việt Nam, vàng thế giới lại bắt đầu phục hồi trở lại. Hiện tại, đang giao dịch quanh ngưỡng 1.836,82 USD trên một ounce. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày hôm nay, ngày 12 tháng 5 năm 2021, được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong phiên giao dịch chiều ngày 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,23% lên ngưỡng 1.840 USD trên ounce vào lúc 18:30 theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao tháng 6 cũng tăng 0,2% lên 1.841 USD trên một ounce. Giá vàng tăng trong phiên giao dịch chiều thứ ba ngày 11 tháng 5 khi đồng USD tiếp tục suy yếu. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD tức đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ giảm 0,14% xuống 90,065 điểm. Đồng USD giảm giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Theo chiến lược gia tiền tệ Ali Spivak của Daily FX, ngưỡng kháng cự quan trọng của vàng là 1.855 cho tới 1.875 USD trên ounce, trong khi vùng hỗ trợ trong khoảng 1.800 USD. Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày hôm nay, thứ tư 12 tháng 5 năm 2021, để điều chỉnh áp lực lạm phát và lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Như vậy, giá vàng đã giữ vững được đà tăng trong những phiên giao dịch gần đây. Theo các chuyên gia cho hay, động lực cho giá vàng cao hơn chính là mối lo ngại lạm phát ngày càng gia tăng. Giá vàng tại thị trường vàng thế giới vẫn trong xu hướng đi lên. Nguyên nhân là do số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tuần qua vẫn tăng và dữ liệu việc làm mới của nước này ít hơn so với dự báo. Nhưng dữ liệu này đã củng cố niềm tin của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ không sớm thắt chặt chính sách tiền tệ đang lỏng lẻo. Nhiều chuyên gia cho rằng với thị trường lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn thì kinh tế Mỹ sẽ còn cần nhiều thời gian hơn nữa để phục hồi vững chắc. Do đó, Fed có thể sẽ chưa vội tăng lãi suất theo đề nghị của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Đặc biệt là Tổng thống Mỹ Biden sẽ phải tiếp tục vận động Lưỡng viện Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói chi tiêu. Gói chi tiêu này bao gồm giáo dục, chăm sóc và nghỉ phép có lương trị giá 1.800 tỷ USD và gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 2.300 tỷ USD để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước này. Điều này sẽ góp phần làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Bên cạnh đó, đồng USD yếu cũng hỗ trợ đà tăng của giá vàng vì giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Theo đánh giá của các tổ chức đầu tư và giới phân tích thị trường, việc giá vàng lần đầu tiên được đẩy lên trên 1.800 USD lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2021 đang tạo tâm lý tích cực trên thị trường. Với đà tăng mạnh trong các phiên gần đây, nhiều nhà phân tích tin tưởng rằng giá vàng có thể tạo ra được nhiều bứt phá quan trọng trong các phiên tới đây và giá vàng hoàn toàn có thể được đẩy lên trên vùng 1.850 USD trên một ounce. Theo ông Ariande, giám đốc Ariande Asset Management nhận định, mặc dù giá vàng sẽ không tăng theo đường thẳng, nhưng thị trường kim loại quý này sẽ được hỗ trợ khi chính phủ Mỹ tiếp tục thúc đẩy các đề xuất chi tiêu mạnh tay. Theo Darin Newsom, giám đốc Darin Newsom Analytics thì dự đoán giá vàng có thể tăng lên trên 1.842,9 USD trên một ounce. Thì mục tiêu tiếp theo có thể sẽ là 1.894 USD. Còn theo chuyên gia Uliassen, người đứng đầu mảng chiến lược hàng hóa tại Saxobank cho biết, cả dữ liệu việc làm đáng thất vọng vừa qua và khả năng Fed cắt giảm chương trình mua trái phiếu cuối năm nay là cơ sở cho dự báo giá vàng tăng giá. Giá vàng có thể tiếp tục tăng cao hơn khi lợi suất trái phiếu giảm. Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC cuối phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày 11 tháng 5, đột ngột quay đầu giảm từ 40.000 cho đến 100.000 đồng trên lượng tại một số hệ thống cửa hàng kinh doanh.
Cụ thể, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng trong nước đảo chiều giảm 70.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại tập đoàn Doji, giá vàng SJC giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào. Ngược lại, hệ thống PNG vàng giữ nguyên ở chiều mua nhưng lại giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tại tập đoàn Phú Quý, giá vàng biến động trái chiều, trong khi chiều mua tăng 30.000 đồng trên lượng thì chiều bán ra lại giảm 40.000 đồng trên mỗi lượng. Còn lại tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng mua vào, bán ra điều chỉnh giảm lần lượt là 40.000 đồng cho đến 50.000 đồng trên lượng. Sau đây là bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.588.000, bán ra 5.623.000. SJC Hà Nội mua vào 5.588.000, bán ra 5.625.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.588.000, bán ra 5.628.000. Doji Hà Nội mua vào 5.580.000, bán ra 5.635.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội chiều mua vào là 5.590.000, bán ra 5.625.000. Phú Quý STC mua vào 5.598.000, bán ra 5.628.000. Tiếp theo là giá vàng STC ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank mua vào 5.595.000, bán ra 5.615.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.598.000, bán ra 5.618.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.588.000, bán ra 5.625.000. SJC Nha Trang mua vào 5.588.000, bán ra 5.625.000. SJC Cà Mau chiều mua vào là 5.588.000, bán ra 5.625.000. SJC Bình Phước mua vào 5.586.000, bán ra 5.625.000. SJC Huế mua vào 5.585.000, bán ra 5.626.000. STC Biên Hòa mua vào 5.588.000, bán ra 5.623.000. STC Miền Tây mua vào 5.588.000, bán ra 5.623.000. STC Quảng Ngãi mua vào 5.588.000, bán ra 5.623.000. STC Long Xuyên mua vào 5.590.000, bán ra 5.628.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang STC nhẫn bốn số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, mua vào 5.225.000, bán ra 5.285.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.185.000, bán ra 5.255.000. Vàng 24K mua vào 5.103.000, bán ra 5.203.000. Vàng 18K mua vào là 3.756.6 nghìn, bán ra 3.956.6 nghìn. Vàng 14K mua vào là 2.879.000, bán ra 3.079.000. Vàng 10K mua vào là 2.006.6 nghìn, bán ra 2.206.6 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, với những yếu tố như hiện tại, liệu rằng vàng có khiến giới đầu tư quay trở lại? Hiện tại, các chuyên gia cho hay động lực cho giá vàng cao hơn chính là mối lo ngại lạm phát ngày càng tăng sẽ kích hoạt rủi ro về giá trị tiền, khiến nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư cá mập chuyển sang giao dịch vàng. Với tất cả các biện pháp kích thích tài chính dự kiến sẽ được thực hiện, như câu chuyện về nợ nhiều hơn và lạm phát sẽ cao hơn, sẽ tiếp tục đẩy giá vàng cao hơn. Điều này khiến giới đầu tư quay trở lại với thị trường kim loại quý. Nhiều nhà phân tích cũng dự báo rằng giá vàng thế giới sẽ leo lên mức 1.900 USD trong thời gian tới, cũng không loại trừ do các báo cáo về chỉ số kinh tế Mỹ không được tích cực. So với nhiều loại hàng hóa khác nhau, vàng vẫn còn trong giai đoạn đang rẻ, nên việc nhà đầu tư quay trở lại với vàng là những cơn sóng đẩy giá vàng tiếp theo. Đơn cử như quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Goldrush từ đầu tháng 5, quỹ này bất ngờ quay trở lại mua dòng trong phiên cuối tuần qua đã thực hiện mua tới 5,82 tấn vàng. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.